Xin chào quý khán giả đang xem chương trình Cùng học tiếng Khmer. Để giúp quý khán giả dễ theo dõi nội dung bài học hôm nay, khán giả lưu ý một số ý sau. Thứ nhất, lưu ý những từ vay mượn tiếng Pali sang Sanskrit và cách đọc. Thứ hai, lưu ý những từ chuyên môn, ngành nghề. Thứ ba, nắm kỹ nội dung để trả lời câu hỏi liên bài. Thứ tư, nắm kỹ nội dung để luyện tập. Bây giờ, mời quý khán giả cùng học tiếng Khmer bài 72. Mahop Aha, thức ăn. Mời quý khán giả cùng học bài mới. Đầu tiên, quý khán giả chú ý nghe đọc chậm. Mahop Aha. អាហារចាំបាច់របស់ប្រជាជនខ្មែរគឺបាយស្រស់ស្រោពេលព្រឹកជួនកាលគេហូបកាហ្វេជួនកាលគេហូបបបររឹកគុយទាវប៉ុន្តែគេតែងតែហូបបាយនៅពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចគេហូបបាយជាមួយត្រីសាច់និងបន្លែដែលគេធ្វើឲ្យទៅជាម្ហូប ក្រោយពេលបាយគេច្រើនតែហូបបង្អែមឬផ្លែឈើទុំដូចជាចេកល្ហុងខ្នុរស្វាយទៀបល្មុតអូឡឹកលាក់. ម្ហូបអាហារចាំបាច់របស់ប្រជាជនខ្មែរគឺបាយស្រស់ស្រួលពេលព្រឹកជួនកាលគេហូបកាហ្វេ Chun cá kê hộp bò bó rực cùi tiếu, bánh tay kê tan tại hộp bánh. Nâng bếp ngay trắng nâng bê lửa nghiếc, kê hộp bánh chì môi trái sách nâng bánh lái đen. Kê thơ ôi tư chì mà hộp. Còi bê bánh kê tràn tại hộp bằng em rực play chơ tùm đôi chía. Chết là hóng, khnó, xoáy, tiếp là mốt, âu lắc, lẹ. ម្ហូបអាហារចាំបាច់របស់ប្រជាជនខ្មែរគឺបាយស្រស់ស្រួលពេលព្រឹកជួនកាលគេហូបកាហ្វេជួនកាលគេហូបបបររឹកគុយទាវប៉ុន្តែគេតែងតែហូបបាយនៅពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចគេហូបបាយជាមួយត្រីសាច់និងបន្លែដែល គេធ្វើឲ្យទៅជាម្ហូបក្រោយពេលបាយគេច្រើនតែហូបបង្អែមឬផ្លែឈើទុំដូចជាចេកល្ហុងខ្នុរស្វាយទៀបល្មុតអូឡឹកលាក់. Tiếp theo phần học từ riêng pek an pek pì bạc, đọc từ khó. Chăm bách, chăm bách, chăm bách. Cà phê, cà phê, cà phê. Cùi tiêu, cùi tiêu, cùi tiêu. Bằng em, bằng em, bằng em. Pon tè, pon tè, pon tè. Tiếp theo là Pravyakyasap, từ vựng. Chăm bách, chăm bách, quan trọng. Chính. Cà phê, cà phê, cà phê. Cùi tiêu, cùi tiêu, hủ tiếu. Bằng em, bằng em,
đồ ngọt. Pon tae. Pon tae. Nhưng để hiểu rõ hơn nội dung trao đổi, mời quý khán giả theo dõi đoạn hội thoại sau. Chúm riêng xưa bóng, bóng trai cả vậy đấy. Bốn, nên nó mời bóng, à hà bê bực tớ. Chà, nếu chưa mời nuôi à hà bê bực, rồi bóng hà bốn, anh chơi bóng chứ. Ôi bóng của tiêu mùi chán, nâng cặp hê mùi kéo. Tớ bóng trai cả bóng em tế. Tê, ọ cun bốn. Bóng miên tư chỉ mùi mật tế, bốn đừng chăm. Ốt tê, thằng ngày ní, bóng mộc mà nè anh. Ông con bóng, Aaron Sus đây. Chúng riêng xưa bóng, bóng trai cả vậy đấy. Bốn, nên nó mời bóng, à hà bê bực tớ. Chà, nếu chưa mời nuôi à hà bê bực. Rồi bỏ hà ổn. Anh chơi bọn chứ. Ôi bon của tiêu mùi chán, nâng cặp hê mùi kéo. Tớ bon trai cặp bằng em tế. Tê, ọ cun bồn. Bóng miên tư chỉ môi mật tế, bốn đừng chăm. Ốt tế, thằng ngày ní, bóng mộc mà nè anh. Ông con bóng, Aaron Sus đây. Tiếp theo là Pexodos, từ đồng âm nâu, nâu, tung, tung. Tiếp theo là Pexneptoi, từ trái nghĩa bằng em, prai, pel thai, pel yuk, mun, kroi. Tiếp theo là pek ni đốt, từ đồng nghĩa chăm bách, sầm khanh. À ha, vật thuốc bò rì phốt, cương bò rì phốt, đô chia, hắc bay đốt, hắc bay đô chia. Tiếp theo là phần câu hỏi, sầm nua, dôn tam khlâm sa mê riên. Chô trai sầm nua khang cròm ni. Dựa vào bài học, hãy trả lời các câu hỏi sau. Câu thứ nhất. Sro sro pê prức, kê tang ta hộp ở vây đài.
Sra sroo pe prk kê tang ta hộp away dai. Điểm tâm buổi sáng, người ta thường điểm tâm những gì? Câu thứ hai. A ha cham bak robos prachea chon khmae kư away. A ha cham bak robos prachea chon khmae cứ away. Thức ăn quan trọng của đồng bào Khmer là gì? Câu 3. Kê tang tae hộp bài nâu pê na khla. Kê tang tae hộp bài nâu pê na khla. Người ta thường dùng cơm vào buổi nào? Tiếp theo là phần luyện tập lùm hạt chô chùm rơ pét trâu bùm pinh trong chân lót là bác khang crom ni. Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống các câu sau. Chúng ta có các từ là hốp bài, cà phê, pê là nghe, bòn lai, lai chơ tung, ngay trăng. Câu 1. Sro sro pê prk, chuôn cá kê hốp. Hốp bò bò, rư quỳ tiêu. Câu 2. Kê chia muối trái sạch nâng. Đài kê thơ oi tàu chia mà hộp. Câu 3. Kê tang ta hộp bài nâu pêl. Nâng pêl là nghiệch. Chô prai là ba khang crom ní chia phe xa viết. Dịch câu sau đây sang tiếng Việt. Kê hộp bài chìa muối trầy, sách nâng bằng lè. Đài kê thua ôi tàu chìa mà hộp. Kê hộp bài chìa muối trầy, sách nâng bằng lè. Đài kê thua ôi tàu chìa mà hộp. Croy pê bài, kê tràn tay hộp bằng ám, rư phai chơ tung, đô chìa, chết, là hồng, khnò, xoài, tiệp, là mốt, ẩu lật, nẹ. Croy pê bài, kê tràn tay hộp bằng ám, rư phai chơ tung, đô chìa, chết, là hồng, khnò, xoài, tiệp, là mốt, ẩu lật, nẹ. Thưa quý khán giả, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên website thst.vn, kênh YouTube Truyền hình Sóc Trăng, kênh YouTube của Ban Chỉ đạo Đề án Đào tạo Tiếng Khmer tỉnh Sóc Trăng. Chúc quý vị học tốt. Xin kính chào.